tháo ra đi. Và trước mắt quý vị các bạn ngày hôm nay thì chính là 4 chiếc lọc xì với mã số là Sansui SE8. Đấy. Ở đây em có 4 con và mỗi con một nếu như nói là mỗi con một ngoại hình thì nó cũng không đúng, nó giống thì giống hệt nhau rồi. Nhưng mà bởi vì hàng bãi mà nó cũng có một số con nó bị xước một tí như này này. Đấy. Đấy, đây nó xước một tí. Thực sự ra cái này không phải xước hay là bẩn gì như nào thì không biết, nhưng mà túm lại là nó có bị một vài vết đây. Cho này một tí xíu nha. Đấy. Còn ruột gan thì với tính năng hoạt động thì nó đều là chất bãi rồi. Em bao cho anh Zin, anh em Zin. Và về bảo hành máy thì em tự tin lắm, bởi vì con này nó cực kỳ bền luôn. Đây, trước tiên là em xin phép được tháo cho anh em xem con đầu tiên. Đấy nhá. Rồi, tiếp tục tháo con trên. Đấy. Đây là hàng vừa mới về anh em nhá. Đấy. Ruột gan của nó bên trong thì gồm có như này. Cái phần này là phần để nó xử lý phần tín hiệu đèn này. Còn đây là cần gạt hai bên này. Và đây là phần xử lý tiếng. Con đầu tiên này thì phải nói là rất mới này. Con số 73 này là rất mới. Đấy, tín hiệu đầu vào của nó thì gồm có cổng in vào này. Da của nó là cái nó đặt riêng một cái cổng là ớt da ở bên ngoài này này. Xong sau đó là play là vào, jack là ra. Đấy, của tab 1, tab 2. Đó, rất đẹp anh em nhé. Về phần ruột gan thì bọn này nắp nó nắp kín nên nó rất đẹp. Mặt con này thì tuyệt luôn. Không chê trách được điểm gì. Mặt tuyệt luôn nhá. Đấy thì như những con đẹp như này thì là 6.8 triệu này. Con 73 này là 6.8 triệu. Rồi, đưa tiếp vào đấy đây. Đặt xuống đây. Con này thì như em nói rồi. Đây nó bị góc này một tí này. Đấy. Nhưng mà nếu như xong mày lấy cho anh cái vỏ Sansui SE8 ra đây nhá. Chạy đi lấy cho anh cái vỏ SE8 ra đây. Tháo nốt cái đấy ra đi. Em sẽ cho anh em biết là em hóa nó thành đẹp như thế nào nhá. Khi lắp vào cái vỏ gỗ bên em, cái vỏ gỗ bên em trị giá là 700.000 một cái. Thì em sẽ quay cho anh em xem. Cái ưu điểm em làm cái mép để làm gì? Cái này nó có đèn mưa ở giữa này và nó được thiết kế 10 dải tần một vế, dải tần sâu nhất của nó là 32 Hz. Dải tần cao nhất của nó là 16.000 Hz nhá. Đấy, đây. Con này số series của nó là 27 đuôi cuối này. Đấy. Với công suất là 10W. 10W. Sử dụng dòng điện 100V nhá. Anh em lưu ý điện 100V nhá, không được cắm sai nhá. Không có lý do gì để cắm sai điện nhá. Đã sử dụng đồ Nhật thì chúng ta phải lưu ý nó là điện 100V. Và với con số 2 này nó bị như thế này thì em xin phép được thanh lý tới anh em quý vị các bạn với mức giá là 6 triệu con này. Đấy, tí nữa em sẽ đóng nắp vào, xong đó em sẽ bỏ cái con mà đuôi 72 này vào vỏ gỗ cho anh em xem nhé. Đấy. Ruột gan thì anh em nhìn từ nãy giờ rồi, nó xước ở bên ngoài chứ ruột gan bên trong thì nó giống nhau ít xì phóc luôn. Và em khẳng định với quý vị các bạn là hàng này em bao zin nhá. Hàng em nhập về là hàng tuyển chọn. Đây, tiếp tục đến con tiếp theo. Đóng nắp, lấy cái nắp lắp vào con này đi. Một cái nắp lắp vào con này đi. Đó, đây. Con này có số CD là 49. 49 nhá. Dây nguồn này. Dòng Nhật đa số của nó đến 99% thì nó là rắc dẹp như này nhá. Công tắc nguồn này. Nó nhảy vào mãi trong này. Bao zin tuyệt đối cho anh em. Đấy, em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Phần đế đẹp luôn. Đấy. Con số 3 này thì cũng bị xước một chút xíu ở bên mỗi bên này thôi. Còn bên này đẹp, không bị làm sao cả. Đấy. Mới xước một tí ở chỗ này. Đấy, em nói rõ nhá. Thì con này em cũng xin phép được báo cáo với anh em quý vị các bạn. Con này cũng có mức giá là 6 triệu. Con này là con số 4. Con này mặt đẹp luôn. Mặt đẹp keng luôn nhá. Đấy. Và với con tiếp theo này thì như con này hôm trước em đã quay cho anh em lên xem rồi sao, nên em đánh dấu là vào da này. Đấy. Và cổng ớt của nó là cổng da đây. Thì con này số CD của nó là 96 đuôi cuối. Đấy. Thì con này em xin phép được báo cáo với anh em là con này em bán với mức giá là 6.6 triệu đi nha. Mặt đẹp, mặt đẹp kem. Đấy, để nó hơi bụi tí thôi, nó chùi phát là ok. Máy bao anh em hoạt động hoàn hảo, ok. Phần quay về cái vỏ gỗ lúc nãy anh em nói. Đây, khi em giao ra cho anh em, khi giao đến tay anh em thì nó sẽ được bọc như này và trong một cái thùng xốp. Và sau đó ở đằng sau của cái vỏ gỗ thì em luôn luôn hỗ trợ cho anh em thêm hai con ke này.
Và với chất liệu gỗ là gỗ Plywood anh em nhé. Gỗ Plywood. Gỗ Plywood nó như nào thì anh em có thể lên trên mạng để tra cho em. Đấy. Thì anh em với con Victor, với con Sansui SE8 thì ngày hôm nay, ô em lấy nhầm rồi, con này là con Sansui, con này là con Victor CA80 rồi. Lấy cho anh cái vỏ gỗ con 8 ấy. Nó chỉ có 8 thôi. Số 8 không thôi. Có số 8 không thôi ạ. Đấy con 8 đây. Đấy đấy, nó chỉ là con đấy thôi nhá. Đấy mang con đấy xuống đây cho anh. Thì con này lại gói lại nhé. Gói tùng lên, tùng nó chuyên gói. Đấy. Chất liệu gỗ này đều giống nhau, dày là dày 1/1 này. Nha, dày 1/1 luôn. Chắc chắn anh em nghe này. Nó phải như thế này. Nó không khác gì gỗ thịt luôn, gỗ Plywood là gỗ của những cái lát thịt nó ép vào với nhau chứ nó không phải là gỗ mùn cưa nhá anh em nhá. Đấy. Đây, SE8. Bê cái con vỏ kia đút vào đây cho anh. Không cần tháo chân đâu, riêng dòng này thì như là mình thiết kế đang không cần tháo chân, đút vào anh xem nào. Vừa luôn đúng không? Rồi đút vào đi. Vẫn phải tháo chân à? Tháo chân ra đi. Đấy, nếu, anh em tháo 4 cái chân này ra nhé. Hôm qua thì có một bác lấy con đần ông 2000. Em quên chưa gửi chân cho bác. Thì hôm nay em đã cho thợ gửi đi rồi nha. Đấy, đút xuống dưới này. Đấy. Sau khi đút vào xong thì anh em nhìn này. Vậy cái vết xước lúc nãy một chút xíu ở đây bây giờ còn không ạ? Chỗ góc ở chỗ này còn không ạ? Đấy. Đây, hình thức của nó sau khi xong thì nó thành như này. Anh em thấy có đẹp hơn không ạ? Đấy. 700.000 cho một chiếc vỏ gỗ như thế này. Giá này không bao gồm cước và giá em bán hàng không bao giờ em nói thách anh em làm gì cả. Anh em ưng với mức giá mà em vừa báo thì anh em nhấc điện thoại lên cho em xin cú điện thoại. Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã lắng nghe xem kênh của Phạm Thức Audio. Thank you anh em rất nhiều.